Hạt sen, hạt sen bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Hạt sen là rất tốt và tốt cho sức khỏe vô cùng cho những người khi ăn hạt sen. Nhưng mà có riêng một số người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn hạt sen để nó tốt cho sức khỏe của mình. Chứ không phải hạt sen nó tốt là ai cũng ăn được. Có những người và những bệnh thế này vui lòng đừng ăn. Chứ nếu ta ăn hạt sen vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người, đó, những người có bị bệnh gút, bệnh sỏi thận, nguy cơ sỏi thận, đầy bụng, khó tiêu, táo bón, đi ngoài phân lỏng là vui lòng đừng ăn hạt sen. Hạt sen ta biết nó tốt là nó tốt vô cùng, nhưng mà vui lòng đừng ăn là những người đó. Những người này vui lòng đừng ăn hạt sen để cho nó tốt cho căn bệnh mình và sức khỏe của mình nó tốt lên. Đó là những người có bệnh gút, không ăn hạt sen, sỏi thận, nguy cơ sỏi thận, đầy bụng, khó tiêu, táo bón, đi ngoài phân lỏng, vui lòng đừng ăn hạt sen. Bởi ta ăn hạt sen vào thì không tốt gì cho sức khỏe và không tốt gì cho căn bệnh của mình. Hạt sen nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó tốt cho tiểu đường, nó tốt cho mỡ máu, nó tốt cho người ốm, khỏe mạnh, mới dậy, cải thiện vị giác, tốt cho thận, ngăn ngừa viêm đường niệu, viêm tuyến tiền liệt, nó trị được bệnh lú lẫn, choáng váng, mất ngủ, mau quên, khám viêm, mụn phổi, đó là ta không có chê gì hết, anh tốt quá trời. Nhưng mà khi ta ăn hạt sen sống, chín hay tươi, hạt sen khô đều được, ăn luôn cả tâm sen ở giữa nó có màu xanh xanh, đó. Nhưng mà xin vui nhớ vui rằng là không quá 28 gram một ngày. Xin nhớ cho rằng là ăn luôn hạt sen sống, sen chín, hạt tươi, khô, đồ ăn được hết. Ăn luôn cái tâm sen ở giữa cái màu xanh xanh. Nhưng mà ăn không quá 28 gram một ngày. Nhưng mà ăn liền 6 ngày thì bà con ta phải nghỉ một ngày. Bà con ơi,